Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 1 trong đề thi TOEIC để giúp các bạn đạt điểm tối đa phần này nhé. Và chúng ta sẽ ôn luyện bằng cách phân tích đáp án của câu số 5 trong đề 1 phần số 1 mô tả tranh. Và như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, mình đã gắn liền luôn bức tranh số 5, câu hỏi số 5 là như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng học cách làm đề phần này sao cho hiệu quả nhất. Đầu tiên, với phần 1 mô tả tranh và kèm theo là các bạn phải nghe 4 đáp án mô tả và chọn ra đáp án đúng. Thì trước khi phần nghe mà hình hiện lên là các bạn phải làm việc đầu tiên, đó là phân tích ngay lập tức bức hình và dự đoán xem là bức hình này có thể người ta là nói cái gì về bức hình này hay mô tả điều gì. Và như bức tranh số 5 này thì các bạn có thể nhìn thấy đây là bối cảnh ở một cái chỗ khu chế biến đồ ăn và có một vài người ở khu này cũng như một vài đồ vật. Thì như kinh nghiệm của mình nhìn thấy thế này, thì thấy có một người đang chuẩn bị đồ ăn đấy thì họ hoàn toàn có thể là người nấu ăn hoặc là đầu bếp hoặc là bếp trưởng, đúng không ạ? Thì khi các bạn nhìn thấy này, các bạn phải ít nhất có các từ vựng chỉ người ở đây, là chỉ đầu bếp là cook hoặc chỉ bếp trưởng là chef. Các bạn học luôn hai từ vựng này nhé. Từ đầu tiên là cook, chỉ người đầu bếp. Nhưng mà người đầu bếp tay nghề cao mà được làm bếp trưởng thì các bạn có thể dùng là chef. Chef, âm SH ở đây, very good. Và đấy là từ chỉ người ạ. Ngoài ra thì thấy họ đang chuẩn bị đồ ăn thì các bạn có thể ghi nhớ một động từ dùng rất là nhiều trong đề thi phần 1 TOEIC là từ serve. Serve, động từ phục vụ. Ví dụ là some cooks are serving, ở đây dùng ở dạng tiếp diễn ạ. Meals, nghĩa là các bữa ăn cho khách hàng chẳng hạn. Thì các bạn có thể có những cái từ hoặc cụm từ như vậy ở trong đầu để đưa ra những dự đoán. Để khi nghe thấy đáp án đúng thế nào là các bạn có thể chọn. Và một động từ đây mình cung cấp đó là động từ serve, là phục vụ. Phục vụ đồ ăn, thức uống. Và thường được dùng ở dạng tiếp diễn là serving. Tiếp theo, ngoài ra thì mình có nhìn thấy là họ đang chuẩn bị đồ ăn. Nên có một cái từ vựng mà các bạn có thể cũng cần biết đây, từ chỉ thức ăn là food. Food. Ngoài ra tiếp theo nó có một cái quầy ở đây để đồ ăn, đúng không ạ? Các bạn cũng nên cần phải trang bị cho mình từ vựng chỉ cái quầy, cái bàn để đồ đấy ạ. Trong tiếng Anh là counter. Từ này cũng dùng rất phổ biến trong đề thi TOEIC. Counter. Again, counter. Có thường dùng cả cụm là trên vì mình để đồ trên đấy, đúng không ạ? On the counter là trên cái quầy bếp. Hay là các bạn có thể nhìn thấy có một số cái song ở đấy, đúng không ạ? Song thì là pot. Các bạn chú ý để mình nắm được các cái từ vựng này. Hay là mình thấy một người đang cầm một cái đĩa chẳng hạn, thì cái đĩa trong tiếng Anh là plate. Plate. Thì khi nhìn bức tranh thì các bạn phải nhìn cơ bản nó có cái gì và các bạn có những cái từ vựng liên quan. Sau đấy có những cái câu dự đoán là có thể là một số người đầu bếp hay là người bếp trưởng đang phục vụ bữa ăn. Thì ví dụ là mình có thể nói là a cook is serving food. Như vậy là một cái câu mô tả đúng. Hoặc là có đồ ăn ở trên quầy thì các bạn mà có từ đồ ăn là food với có từ quầy là counter thì khi mà nghe mô tả một cái đúng là các bạn sẽ chọn ngay. Và với những cái dự đoán hoặc mô tả như vậy thì nó sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong phần chọn đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta cùng thử nghe 4 đáp án của bài để xem đáp án nào là đáp án đúng nhé. Và đáp án A ở trong bài là A. Some customers are paying for their meals. Câu vừa rồi có nghĩa là some customers are paying for their meals. Một số khách hàng thì đang trả tiền hay đang thanh toán cho bữa ăn của họ. Và câu này thì không phải câu đúng bởi vì chúng ta không nhìn thấy một khách hàng nào ở trong bức tranh cả mà chỉ nhìn thấy những người đang phục vụ đồ ăn. Vậy nên đây là đáp án sai. Tuy nhiên câu vừa rồi với những từ vựng rất phổ biến trong đề thi TOEIC thì mình sẽ phân tích để các bạn cùng học với mình nhé. Đầu tiên danh từ chỉ khách hàng trong tiếng Anh là customer. Again, customer. Dạng số nhiều là customers. Âm Z dùng ở sau ạ. Again, customers. Và một vài khách hàng là some customers. Có một động từ dùng rất phổ biến là trả tiền. Pay. Again, pay. Đang trả. Paying. Paying. Trả tiền cho cái gì dùng dưới từ for. Pay for something. Bữa ăn của họ, their meals. Các bạn chú ý danh từ chỉ bữa ăn là meal. Và dạng số nhiều là meals. Bữa ăn của họ, their meals. Và cả câu chúng ta có ở đây là some customers are paying for their meals. Very good. Mặc dù đây không phải là đáp án đúng nhưng lại là một câu mô tả rất dùng rất nhiều trong đề thi nên các bạn chú ý ghi nhớ nhé. Mình cùng nói lại là
Some customers are paying for their meals. Very good. Và tiếp theo, đáp án B là B. Some workers are washing dishes. Câu vừa rồi là some workers are washing dishes. Một vài người công nhân đang rửa ở chén đĩa. Thì câu này không phải là câu mô tả bức tranh nên đây cũng là đáp án sai. Tuy nhiên chúng ta cùng học một số từ vựng ở đây. Đầu tiên danh từ chỉ công nhân là worker. Từ này bắt nguồn từ động từ làm việc work, chuyển sang danh từ chỉ người thêm er là worker. Và sang danh từ số nhiều chỉ những người công nhân là workers. Một vài người công nhân sẽ là some workers. Bạn tập nói cùng mình luôn nhé. Đang rửa bát. Thế thì động từ rửa bát mình có thể dùng là động từ rửa là wash. Wash. Đang rửa là washing. Again, washing. Đĩa bát chén là dishes. Again, dishes. Và cả câu của chúng ta sẽ là some workers are washing dishes. Tuy nhiên đây không phải là đáp án đúng. Các bạn tập cùng mình để chuẩn bị cho các đề sau. Vì biết đâu đây lại là một đáp án đúng của đề khác. Again, some workers are washing dishes. Very good. Và tiếp theo, đáp án C. C. Some food is being placed in a refrigerator. Câu vừa rồi là some food is being placed in a refrigerator. Là một vài đồ ăn thì đang được để vào trong tủ lạnh, đúng không ạ? Thì ở đây không có cái tủ lạnh nào và cũng không có ai đang để đồ ăn vào nên đây không phải là đáp án đúng. Nhưng chúng ta cùng học các từ rất là phổ biến được dùng ở đây để chuẩn bị cho những phần sau. Đầu tiên một vài đồ ăn là food, again food. Và tiếp theo một vài đồ ăn là some food. Đang được đặt để thì động từ chỉ đặt để là place. Các bạn chú ý từ này có danh, nghĩa danh từ là chỉ địa điểm, ở nơi chốn. Nhưng mà ở đây được dùng ở dạng động từ là đặt để, place. Và được dùng ở dạng bị động nên nó được chuyển về quá khứ phân từ 2 là placed. Be placed, vì đồ ăn không tự đặt để được mà người phải đặt để đồ ăn, đúng không ạ? Nên nó được để, được đặt. Be placed. Very good. Vào trong cái tủ lạnh thì các bạn chú ý danh từ chỉ cái tủ lạnh là refrigerator. Again, refrigerator. Và có thể dạng rút ngắn của từ tủ lạnh là fridge. Nhưng mà ở đây người ta dùng dạng đầy đủ. Các bạn chú ý để nghe được và tập nói theo nhé. Say it again. Refrigerator. Hơi dài một tí ạ. Các bạn tua lại nhiều lần đoạn này để có thể nói trôi chảy. Và trong cái tủ lạnh thì mình dùng cả cụm là in a refrigerator. Và cả câu của chúng ta sẽ là some food is being placed in a refrigerator. Các bạn luyện dần để cho quen. Đây là một câu dạng bị động và thì tiếp diễn. Some food is being placed in a refrigerator. Very good. Và đáp án cuối cùng trong bài là D. Some large cooking pots are on a counter. Vừa rồi thì các bạn được nghe thấy là some large cooking pots are on the counter. Nghĩa là có một vài cái nồi cỡ lớn được để ở trên quầy bàn đồ ăn, đúng không ạ? Thì thực tế là trong bức tranh là chúng ta nhìn thấy một số cái nồi rất là to được để trên quầy. Vậy nên đáp án D này chính là đáp án đúng của bài. Và đặc biệt lúc nãy chúng ta đã nghe đáp án A, B, C đều không phải là đáp án đúng. Thì có thể không cần nghe, các bạn cũng có thể đoán được luôn đáp án D là chắc chắn là đúng. Tuy nhiên việc nghe được sẽ giúp các bạn khẳng định một cách nó rõ ràng và chắc chắn hơn. Và bây giờ thì chúng ta cùng học một số từ vựng trong đáp án đúng này để chuẩn bị cho những đề tiếp theo. Đầu tiên là cái nồi để nấu ăn thì các bạn có thể dùng là từ pot. Và đây có nhiều cái nồi dùng dạng số nhiều là pots. Và người ta có nói rõ là nồi để nấu thì người ta bổ sung thêm tính từ cooking ở đằng trước. Danh động từ cook thêm đuôi ing để trở thành tính từ bổ nghĩa cooking. Cooking pots. Và nồi cỡ lớn, ngoài từ big thì có một từ khác cũng là to lớn là large. Các bạn chú ý cái bật nhé. Large. To lớn ạ. Và một vài cái nồi rất là to thì là some large cooking pots. Và chúng thì ở trên cái quầy mà chúng ta đã nói phân tích từ đầu là on a counter. Và khi các bạn đã có những cái từ vựng như vậy rồi thì chắc hẳn là các bạn nghe hiểu sẽ rất là dễ. Nên là bây giờ chúng ta cùng nói lại cả câu là some large cooking pots on the counter. Và đây chính là đáp án đúng của bài. Và các bạn hãy nhớ và học kỹ các từ vựng này để chuẩn bị cho các bài tiếp theo nhé. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some customers are paying for their meals. B. Some workers are washing dishes.
C. Some food is being placed in a refrigerator. D. Some large cooking pots are on a counter. Vừa rồi mình đã cho các bạn nghe lại một lần 4 đáp án của bài vừa rồi. Chắc hẳn là các bạn đã cảm thấy việc nghe trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Nếu các bạn hãy nhớ là mình có thể xem đi xem lại để ghi nhớ và học các cái từ vựng mới nếu như các bạn chưa cảm thấy mình nhớ được 100%. Và đặc biệt là các tài liệu kèm theo file nghe hay là file đọc PDF mình đã gắn ở phía bên dưới phần đề cũng như đáp án để các bạn có thể tiện lấy làm tài liệu học cũng như tài liệu giảng dạy cho học sinh của mình. Và các bạn có thể xuống phần bên dưới ạ, các cái video tiếp theo, các đường link dẫn, đường dẫn để đến các bài học tiếp theo mình đều đã gắn ở phía bên dưới để giúp các bạn học một cách dễ dàng và tìm tài liệu một cách đơn giản nhất. Và nếu xem video này các bạn thấy hay, hấp dẫn thì nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi và học các bài tiếp theo. Và đặc biệt hãy ấn vào nút quả chuông để nhận những thông báo về những bài mới ra. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time.